Tử vi tuổi Ất Mão 1975 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, những người tuổi Mão chính là con giáp thứ tư trong tử vi 12 con giáp. Mèo là biểu hiện của sự trường thọ và được coi là sự may mắn tự nhiên. Con giáp này được thừa hưởng những phẩm chất tuyệt vời và vô cùng tinh tế. Người tuổi Mão nói chung và Ất Mão nói riêng là người nhẹ nhàng, duyên dáng, tốt bụng. Bản chất tự nhiên của họ là ngoại giao, họ có sự gắn kết chặt chẽ với tất cả mọi người. Chính vì thế, họ là những người sẽ giành được thành công nhất định trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, vận trình trong tháng 12 âm lịch này có suôn sẻ cho họ hay không? Các hung nạp vận chi tiết của tuổi Ất Mão sẽ ra sao? Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy, cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay video sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về những vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 âm lịch, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hải Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 12, tức ngày 25 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Quý Dậu. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 12, tức ngày 6 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Ất Dậu. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý nhiều tới sức khỏe, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 12, tức ngày 14 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 12, tức ngày 26 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 12, tức ngày 7 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bình Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Ất Mão 1975 trong tháng 12 âm lịch. Kỷ âm thổ gặp Mão âm mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Mão sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp và cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong tháng này, gia chủ tuổi Ất Mão sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 1 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 dương lịch,
có nạp sáp là Tân Dậu. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở. Thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Ất Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, còn minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Ất Mão. Bước sang tháng 12 âm lịch, đây là tháng mà mọi việc phát triển rất thuận lợi cho gia chủ tuổi Ất Mão. Quý gia chủ khá tự tin trong việc thực hiện mọi việc theo kế hoạch vì chúng đều đã là thế mạnh. Hơn nữa, tháng 12 là thời điểm hoàn toàn thích hợp để quý gia chủ đầu tư vào một lĩnh vực nào đó, nhưng không được quá mạo hiểm. Cần phải có kế hoạch hợp lý và học hỏi trước. Nếu không đầu tư mù quáng và liều lĩnh thì ắt hẳn sẽ thành công và gặp may mắn về tài lộc. Tuy nhiên, quý gia chủ cần chú ý tháng này có một số người luôn đố kỵ và sẽ gây ra rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của quý gia chủ. Nên cẩn trọng lời ăn, tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Ất Mão trong tháng 12. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc. Bởi vì quý gia chủ vốn là người tài giỏi, nhiệt huyết và tận tâm nên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tháng này, may mắn trong tài lộc có liên quan mật thiết đến sự nghiệp. Nếu đầu tư thành công, sự nghiệp sẽ nhận được rất nhiều. Cùng với đó là các khoản thu lớn và sẽ có khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Ngoài ra, những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Ất Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa được linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Về tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Ất Mão trong tháng 12 âm lịch, không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù có một vài mối nhân duyên sẽ đến với quý gia chủ, nhưng tất cả đều không thành do tính cách không hòa hợp được với đối phương. Tuy quý gia chủ là người thận trọng, tỉ mỉ nhưng lại không nhiệt huyết, ga lăng. Bạn cũng đừng nên buồn hay có những suy nghĩ tiêu cực chỉ là duyên chưa tới. Còn đối với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi sẽ xảy ra liên tục trong tháng 12. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bình tĩnh, trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của mình khi có mâu thuẫn xảy ra. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Ất Mão hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Về sức khỏe, trong tháng 12 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Ất Mão khá tốt. Tuy nhiên, quý gia chủ vẫn lo lắng quá nhiều dẫn đến tình trạng thiếu ngủ và tinh thần không được tốt. Cần có sự sắp xếp lại, cân bằng công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Đồng thời, hãy chăm tập thể dục, thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình và ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Ất Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi.
Vòng tam giác khai vận được kênh phong thủy Sao Cát có hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Sao Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Ất Mão trong tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức của chúng tôi vừa chia sẻ, quý anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Sao Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!